trưa 23 tháng 10, các tân lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC đã chính thức ra mắt trước truyền thông trong nước và quốc tế. Tân Hoa Xã đưa tin buổi lễ ra mắt diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh vào lúc 12 giờ ngày 23 tháng 10, tức 11 giờ theo giờ Việt Nam. Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 thành viên bước ra đầu tiên, đi đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Kế đến lần lượt là các ông Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hữu Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường và Lý Hy. Ông Lý Cường, 63 tuổi, là Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Ông Triệu Lạc Tế, 65 tuổi, là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CCDI khóa 19. Ông Vương Hữu Ninh, 67 tuổi, là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương khóa 19. Ông Thái Kỳ, 67 tuổi, là Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Ông Đinh Tiết Tường, 60 tuổi, là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng và ông Lý Hy, 66 tuổi, là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Trong số 7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 20 có 4 thành viên mới gồm các ông Lý Cường, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường và Lý Hy. Ông Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng Bí thư CPC lần thứ 3 và được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tại phiên họp, các thành viên Bộ Chính trị CPC, thành viên Quân ủy Trung ương cũng đã được bầu ra. Phiên họp cũng phê chuẩn các vị trí Bí thư, Phó Bí thư và thành viên Ban Thường vụ CCDI đã được bầu ra tại phiên họp toàn thể đầu tiên của CCDI khóa 20. Cũng trong sáng 23 tháng 10, Tân Hoa Xã đăng tải tuyên bố chung của phiên họp toàn thể thứ nhất của CCDI khóa 20 diễn ra vào sáng cùng ngày do ông Lý Hy chủ trì. Tại phiên họp, ủy ban đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư và các thành viên Ban Thường vụ CCDI, đồng thời báo cáo kết quả bầu cử cho Ban Chấp hành Trung ương CPC để thông qua. Tổng cộng 132 trên 133 thành viên của CCDI khóa 20 tham dự phiên họp. Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC diễn ra hôm qua 22 tháng 10, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Trung ương CPC khóa 20 và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CCDI khóa mới theo Tân Hoa Xã. Trong danh sách 205 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương CPC khóa 20 do Tân Hoa Xã công bố, có tên của 3 trong tổng số 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình, 69 tuổi, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Vương Hữu Ninh, 67 tuổi và Bí thư CCDI Triệu Lạc Tế, 65 tuổi. 4 ủy viên còn lại không có tên trong danh sách mới gồm Thủ tướng Lý Khắc Cường, 67 tuổi, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư, 72 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Uông Dương, 67 tuổi và Phó Thủ tướng Hàn Chính, 68 tuổi. Thank you.